Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập tới lớp 1 tập 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập chung. Bài 104 trang 41. Bài số 1. Viết các số từ 59 đến 69. 59 59 này. 60. 61. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Câu B. Từ 81 đến 100. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 900. Bài số 2. Viết theo mẫu 35 là 35, 59 70, 51, 64, 85, 3. Điền dấu lớn dấu bé là dấu bằng. 82, 86, 86 lớn hơn. Này 80 lớn hơn. 10 cộng 7 là 17, hai số bằng nhau. 95 là 91. 95. 62, 59, 62. 50 cộng 2 là 70, này bên này là 76. 55, 57. 44, 55. 12 cộng 5 là 17, bên này 16. Bài số 4. Có một chục cái bát và 5 cái bát nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bát? Trả lời bỏ, bao nhiêu bỏ, số cái bát. Có tất cả là một chục cái bát là 10 cái đó, cộng 5 cái nữa. Nhớ, một chục là 10 nha. Một chục nó là 10. Bằng 15. 15 cái bát. Đáp số. Cái bài này ở trên này mấy em ghi thêm một cái nữa. Một chục bằng 10.
chục là bằng 10. Rồi bài số 5. Số bé nhất có 2 chữ số. Số 10. Số lớn nhất có 1 chữ số. Số 9. Rồi, bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Xin chào các em nhé. Nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo. Xin chào các em.